Hello mọi người, thì mình là bé Quỳnh Up đây. Để chúc mừng kênh YouTube của Quỳnh đã được 600.000 sub thì hôm nay Quỳnh sẽ tặng cho mọi người một cái event chơi nha. Câu hỏi đặt ra là gia đình Quỳnh gồm có mấy người? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương. Yêu cầu của lần chơi đó là phải đăng ký kênh nha mọi người. Hay, buồn thật đấy, đã nghèo rồi lại còn dính mất hạng. Từ lúc mình chơi con nào bot này, đi đâu cũng bị tính người ta khinh thường rồi chuyện này chuyện nọ. Mọi người không tin chứ gì, để mình thử cho mà xem nha. Anh có đứa nào bắn hay mời vào đi, chứ ghép đi ghép lại toàn con bot bắn gà vãi. Ok, em cứ yên tâm, để anh mời cái đứa này bắn đỉnh lắm. Ủa alo, bắn đỉnh lắm của anh đấy hả? Nó là con bot mà. Ơ kìa, anh có mời nó đâu, em mời nó mà. Em không mời, có anh mời thì có. À hello hai bạn nha, mình đã tem cốt vào ý ạ. Hai bạn có thể cho mình chơi chung với có được không? Mày bị ảo à? Loại con bot vừa nghèo vừa gà nhưng mày ai mà dám chơi cùng cơ chứ? Người yêu tao nói đúng đấy, mày không đủ chính chơi với bọn tao đâu. Nhưng mà... Thôi, im cái mồm mày lại, ra chỗ khác mà chơi, nhìn ngứa cả mắt. Ơ gì vậy, chưa kịp nói gì đã bị kích rồi. Game bây giờ cứ phải giàu mới có người chơi cùng cơ. Chính vì thế mình toàn phải chơi game một mình. Ủa, anh trai mình tự dưng mời không biết là có chuyện gì nhỉ? Tội nghiệp ghê, mất ác nên phải chơi con ác bot này à? Nếu mà mời em vô đây để khịa, vậy thôi em đi ra đây, bye. Khoan đã, anh đang có việc, cần nhờ mày giúp đây. Việc gì cơ, nói em nghe xem nào. Thì chuyện là anh mày cũng ế hơi lâu rồi á, hay là giờ mày đi kiếm người yêu cho anh đi. Anh thích có người yêu thì anh tự đi mà kiếm, mắc thì kêu em. Gì mà gắt vậy, giờ nếu mà mày kiếm được người yêu cho anh thì anh sẽ mua cho mày một con ác xịn sò, ok không? Ui, thật luôn hả, uy tín không vậy, lừa em là em mách mẹ đó nha. Anh mày lúc nào chả uy tín, mày cứ yên tâm đi, chỉ cần anh mày có người yêu là cái con ác này sẽ về tay mày. Được thế nhở, thế đợi em nghĩ cách nha. Nghĩ ra cách chưa, anh mày đợi hơi lâu rồi đó. Cái gì cũng phải từ từ. À em nghĩ ra cách rồi anh ơi. Anh vô trận đi, vô nhanh lên. Anh gái kìa, chạy lại bắt chuyện làm quen đi. Cái gì cơ, bắt chuyện làm quen á? Ngại bỏ bà ra, anh chịu. Em nói như nào thì phải làm vậy đi chứ, không là em không giúp anh nữa đâu đấy. Hai, thôi được rồi, à thì hello, hello chị nha. Vãi cả, gọi người ta là chị ạ. Hello em mới đúng chứ, anh đi tận gái nói chuyện như thế, ế là phải. Mày không nói anh trước, ai mà biết được. Hello em gái nha, nãy anh nói nhầm. Ừ, rồi có chuyện gì không? Thế em có người yêu chưa? Nếu chưa thì đồng ý làm người yêu anh nha. Ủa, mới gặp nhau chưa quen biết gì mà anh đã nói vậy rồi? Bộ em bị điên à? Rồi xong luôn, anh trai mình nói cái gì vậy trời? Sao lại chỉ anh là thằng điên? Nhớ đâu sau này anh là bố của con em thì sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu, đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Ơ kìa, vậy cho anh đi theo sau bảo vệ em nha, có được không? Không được, anh tránh xa tôi ra đi, đừng để tôi tức là tôi chửi cho mà nghe đó. Không ổn rồi, có vẻ như chị kia hơi khó tính thì phải. Quỳnh ơi cứu anh, sao từ nãy giờ mày không nói giúp anh câu nào vậy? Rồi rồi anh cứ từ từ, chị số 1 đây, chị cho em hỏi chút được không ạ? À rồi ok, em cứ hỏi đi nè. Thì em thấy chị đi các môn nhân một mình như vậy, em đoán không nhầm là chị đang đi kiếm người yêu đúng không ạ? Ủa sao em đoán đúng vậy? Em mà lại, thế chị có cần em giới thiệu anh trai em cho chị không? Ui vậy thì tốt quá, nhưng mà anh trai em là ai vậy? Là anh này em. Thôi thôi chị đổi ý rồi, chị không muốn yêu đương nữa đâu. Ơ kìa, sao lại đổi ý nhanh vậy, chắc là chê thằng này đúng không? Là đúng rồi đó, chê mạnh nha. Khoan từ từ chị ơi, anh trai em cao với đẹp trai lắm luôn á. Trước kia đi học còn được mệnh danh là hot boy của trường cơ. Uầy, em nói thật luôn hả? Dạ đúng rồi chị, bây giờ anh trai em còn có nhà riêng nữa cơ chị ạ. Được thế nhở, thế để chị xem xét lại nha. Ê này Quỳnh, mày quên giới thiệu anh mày bắn hay à? Cái này quan trọng đối với một thằng con trai lắm đó. Chị nghe thấy anh em nói không hả? Ưng thì chốt đơn liền nha chị. Ok em nha, nhìn vậy mà ghê phết nhở, được đấy. Ê này, tưởng vừa nãy trên mạng anh đây cơ mà, sao bây giờ lại khen à? Thì giờ đổi ý rồi, nãy nói hơi quá lợi, xin lỗi được chưa? Cũng biết điều phết đấy, thôi chạy theo anh gánh nha. Dạ, anh chạy từ từ thôi, đợi em với. Ơ kìa. Ý sời, ghê chưa, kiểu này lại chuẩn bị ăn cơm chó free rồi. Ủa em, vậy em chưa có người yêu luôn hả? Dạ đúng rồi chị, từ khi em bị mất ạc tới giờ, có ai thèm ngó đâu ạ? Ui, thằng em trai chị nó cũng dính mất ạc giống em á, giờ cũng chơi ạc bot như em luôn. Bữa chị thấy nó kêu đi đâu cũng dính khinh thường, rồi bị người ta chửi nhiều lắm. Em cũng bị giống như vậy chị ạ, nhiều lúc nghĩ mà buồn. Thế em có cần chị giới thiệu thằng em trai chị cho em không? Dạ thôi chị ạ, ngại lắm chị ơi. Thôi thôi, thích bỏ ba ra còn giả vờ, anh mày còn lạ gì cái tính của mày nữa. Ơ này anh, sao anh lại nói vậy? Anh có tin là em cho anh ấy cả đời không? Anh nói nhầm, xin lỗi em gái được chưa? Thôi được rồi, không sao hết, cứ để em xử lý vụ này cho. Anh ơi, còn hai thằng địch mình nữa thôi, anh cố bắn nó nha, em tin anh. Em cứ yên tâm đi, mấy con bot này anh cân tất. Ui giời, ông chùm sấy giáp đây rồi. Xem mà học hỏi đi nhóc, nhưng pha xử lý hơi bị chất lượng đó nha. Hay quá, 10 điểm anh ơi. Chị ơi, em thấy chị với anh trai em đẹp đôi lắm luôn á. Em nói thật luôn hả? Dạ đúng rồi chị, nhìn vậy thôi chứ trước giờ anh trai em chưa yêu ai đâu. Mày nói xấu anh cái gì đấy hả Quỳnh? À em có nói gì đâu, thôi anh chị chơi đi nha, em ra ngoài có việc chút. Ok, em cứ ra đi. Hey, đúng là con người có tình yêu có khác, nhớ làm tốt đó, em tin anh sẽ làm được. Rồi rồi, mày cứ yên tâm, chuyện nhỏ ý mà. Trong lúc chờ đợi anh trai mình xong trận thì mình nên làm gì cho đỡ chán nhỉ? Hay là đi gặp ông nhân ta, biết đâu lại gặp được người tốt thì sao? Đúng là một ý tưởng hay.
ui, đi gấp gặp một con bot cute kìa. Nè nhóc con, có phải ngươi là con bot đúng không? Alo alo, mình là nào? Lớn tuổi hơn ai mà nhóc này nhóc nọ, người gì đâu mà anh nói vô duyên vậy? Tao thích thế đây, còn làm gì được tôi, liêu liêu, tức mà không làm được gì. Đúng là cái đồ trẻ trâu chưa lớn, chị đây không thèm chấp ok. Nè nè, đồ trong cái nhà này là của tôi nha, cậu không được vào đây lút nghe chưa? Ủa, đồ của Trung mà, ai nhanh chân hơn thì là của người đấy thôi. Ơ này, cậu không được lấy đồ của tôi, mũ 2, ba lô 2 là của tôi. Này thì đồ của tôi này. Ha, đứng lại, cho đồ cho tôi nhanh lên. Cậu có tin là tôi mách mẹ vì mẹ cậu cắp đồ tôi không hả? Cái gì cơ, mách mẹ á? Cậu đang đùa mình đấy à? Mẹ ơi. Thôi thôi, cậu đi theo tôi xong tôi nhận đồ nha, đừng có mách mẹ. Nhớ đi nha, lừa to là tôi mách cả bố luôn đấy. Ủa, sao cậu ta giống một đứa trẻ con vậy trời? Xin nhẹ cái đầu nha con bóp. Ôi hẹn cây xanh thăm dưới mai trường mến yêu. Ủa gì vậy, chịu luôn đấy. À à, có chiếc xe đi lượn quanh mát rồi. Nè, ai cho cậu lên xe hả? Xuống xe đi, không nghe tiếng hả? Xuống xe. Cho tao đi cùng với được không à? Người gì đâu ham vậy. Không thích thế đây, quen biết gì đâu mà đòi đi chung. Vậy thì để tao một mình, tránh xa ga để đi mình nào. Nhưng mà đây là xe của tôi mà. Ô kìa. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì nhỉ? Đường bờ tim ôi sao băng da. Tha mạng, cậu ta có vấn đề về thần kinh là cái chắc. Bắn đá gà rồi lại còn đi lẻ, tí chết đừng có kêu tôi cứu nha. Tôi Phước Lộc, căng cả thế giới, chưa có đối thủ, chấp cả server. Mẹ tôi dạy là đừng bao giờ khinh thường người khác, cậu hiểu không? Rồi đấy, hiểu luôn, có trò vui rồi. Cứu tôi với cậu ơi. Không cứu, cứu xong lại chết thì cứu làm cái gì? Không chịu đâu, cậu không được quá đáng như vậy. Cứu đi mà, cứu đi mà. Cậu nói ít thôi để tôi còn bán. Không tôi mà chết là tù danh cậu đó nha. Mình biết rồi. Sao vẫn chưa cứu vậy, cứu mình đi, mình xin cậu đó. Không khác gì một đứa trẻ con luôn á. Thôi được rồi, đợi bắn nó rồi tôi đi cứu nha. Phải như thế chứ, mình sắp được hồi sinh rồi, vui ghê. Cứu này, cứu này. Ô oh yeah, được sống trở lại rồi, ăn mừng thôi. À rồi ăn mừng đi. À mà cậu ơi, mình sắp bị mẹ hung hái rồi, không được chơi Fifi nữa, bye bye cậu nha. Ô kìa, vậy là không chơi game với mình nữa à, chán thế. Tên là không được kết bạn, để nào dạy chơi chung với cậu ấy. À mà anh trai mình làm gì mà lâu vậy trời, vẫn chưa thấy mời mình luôn. À đây rồi. Sao rồi anh trai, cưa đổ thành công không đó? Không thành công rồi, buồn quá đi. Ủa, sao lại thế? Lại có chuyện gì sao? Linh có ra một điều kiện, đó là hai anh em mình solo thắng thì mới đồng ý làm người yêu anh cơ. Đúng rồi, chị với thằng em trai chị solo với hai anh em. À rồi em hiểu rồi, vậy bao giờ solo á chị? Đợi chị chút, chị mời em chị vào luôn. Chào mọi người nha, chị ơi, mời em vào có chuyện gì thế? Các chuyện chị nói với mày nãy à, bây giờ solo luôn nhá. Ủa sao, sao lại là cậu? Ờ, hai đứa quen nhau à? Sao vậy? À, không có gì đâu chị ơi, bây giờ vào solo luôn đi chị. Ok, vậy để chị ra tạo phòng nhá. Cô bạn thằng đó nha em gái. Biết rồi. Ờ, cái con này, sao tự dưng cậu dữ vậy? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì hết, thôi vào bắn nhanh đi, để em còn đi ngủ cái. Ờ kìa. Quên, kể cho anh nghe có chuyện gì đi, mau lên. Thì vừa nãy trong lúc đợi anh chị, em đi ghép ngẫu nhiên thì gặp đúng em trai của chị đấy luôn. Uầy, có duyên phết nhờ, phải nên vui mừng vì sắp có người yêu chứ cái con này. Duyên đi quần què, vừa nãy trong trận cậu ta như một đứa trẻ con á. Nhưng mà vừa nãy mời vào nhóm em thấy bình thường, có bị gì đâu. Vậy là cậu ta cố tình giả trẻ con lừa em, ủa làm thế chi vậy? Cái gì cũng có lý do của nó mà, mày phải tìm hiểu kỹ rồi hạng trách. Ý anh là sao, em chưa hiểu lắm. Rồi từ từ mày không biết, anh chỉ nói vậy thôi, còn giờ tập trung vào bắn đề. Em biết rồi. Rồi xong luôn, em chết luôn rồi. Không suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào bắn thắng giúp anh cái đi. Cái gì nữa vậy, bắn xong lại còn khiện nữa kìa. Ma cay thiệt chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay lắm em gái tôi ơi, thắng rồi thắng rồi. Em là con gái mà bắn đỉnh vậy, chị không ngờ luôn á. À, chắc là em ăn may thôi. Vậy như lời hứa, từ giờ em sẽ là người yêu của anh đó nha. Dạ, giờ thua thì phải chấp nhận chứ ạ. Đúng là người yêu của anh có khác, yêu em nhiều lắm nè. Dạ, em cũng yêu anh nhiều lắm luôn á. Anh, như lời hứa thì ạc của em đâu, đưa em lại coi. Đây, ác của mày đây, anh gửi qua tin nhắn rồi đó, vào mà xem. Ờ, thế còn chị, ạc của em đâu à, chị hứa mua cho em rồi mà. Chị cũng gửi cho mày rồi đây. À mà thôi, hai đứa mày chơi đi nha, chị ra chơi với người yêu chị riêng đây. Đúng rồi, bye bye hai đứa nha. Dạ, bye bye chị. Cậu còn đứng trong này làm cái gì nữa, đi ra đi. Mình xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy nha, thật ra mình không cố ý lừa cậu như vậy. Không cố ý, chỉ cố tình thôi chứ gì. Từ trước tới giờ tôi rất ghét những người nào lừa dối mình. Thôi bye bye cậu nhá, hẹn không gặp lại. Ờ kìa cậu, cậu nghe mình giải thích đi. Ui, anh mình mua cho mình con hạc này cũng xịn xò phết nhỉ. Sao mình là nữ mà anh mình lại mua hàng chuyên nam là sao ta. Khó hiểu ghê. Thôi nhưng mà không sao, có hạc để chơi là tốt rồi. Nhìn mặc đồ vip như này chắc đi ghét không bị khinh thường đâu ha. Để mình thử xem nào. Ủa, con nạc tên quỷ ép kia, sao giống con nạc mình bị mất thế nhỉ? Ui, cha kìa. Oh, hello anh nha, anh cho em làm quen mới được không ạ? Anh ơi, sao anh không trả lời em vậy? Mic lên trả lời em đi. Sao vậy bạn, xin lỗi bạn nha, mình có rush rồi. Sao nghe cái giọng quen thế nhỉ? Là cậu ta mà. Ui, giọng anh nghe ấm quá đi mất thôi, em mê anh rồi, phải làm sao đây? Alo, ai đang chơi tôi vậy? Cậu gì đó ơi, lên tiếng được không? Hả? À của cậu á? À này là anh trai của mình mua cho mình mà. Ủa là cậu hả? Sao trùng hợp vậy ta? Ai mà biết được cơ chứ. À mà tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu. Ok, ban đầu gặp cậu, mình rất muốn làm quen và tìm hiểu cậu. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà chị gái mình nói là giới thiệu cho mình một người hợp gu. Nên là cố tình đóng tao làm trẻ con để người ta ghét chứ gì. Nhưng mà mình không ngờ người chị mình giới thiệu lại là cậu. Hả? Là sao? Cô nói thật hay đùa vậy? Mình đã học mà, cậu phải tin mình. Anh nói cái gì vậy anh? Còn kia tránh xa người yêu tao ra nhanh lên. Ai cho mày nói chuyện với người yêu tao hả? Ủa, ai là người yêu cô? Bớt ảo tưởng đi cô gái. Em không biết đâu, em yêu anh nên là anh cũng phải yêu em. Quen biết gì đâu, mới gặp chung đường chặn đã nói như thế rồi. Ai kêu anh dễ thương quá làm gì? Nhất định anh phải là của em. Anh ơi, cứu em với ạ, em bị nóc rồi nè. Kìa, cứu người ta đi kìa. Không thích cứu của ta đâu, chỉ thích cứu cậu thôi. Thôi, tôi không cần. Con kia, tại mày nên là anh ấy không thèm quan tâm đến tao đó, vừa lòng mày chưa hả? Ơ kìa, mình có làm cái gì đâu, mong cậu anh nói cho cẩn thận. Tao chỉ ăn nói cẩn thận với những đứa xứng đáng thôi, chứ loại trà xanh như mày thì không đáng nhá. Tự dưng tính chửi, chẳng hiểu kiểu gì. Nè cô kia, cô ấy là crush của tao đó, ai cho cô nó thế hả? Ủa, cô ta là cái gì vậy? Cái gì cơ? Crush của anh là con nhỏ kia. Anh đùa em đấy à, em không tin đâu. Không tin thì kệ cô, tao cấm cô đậm vào cô ấy nghe không? Nhìn con đó nó có gì hơn em đâu, tại sao lại thích nó mà không thích em vậy hả? Cô phiền ghê á, im đi tao bắn coi, không chết bây giờ. Cậu ơi, chạy cho cẩn thận đi nha, mình vừa thấy nền chạy vừa hướng cậu đó. Dăm ba mày con bóp, cậu quên tôi là một blogger rồi sao? À đúng rồi nhỉ, cậu solo hắn ca mình cơ mà, con nhà mà vừa dễ hương vừa bắn hay mày trời. Thôi không phải nịnh tôi. Ờ kìa em đã học mà, trước giờ mình không biết nền là gì luôn á. Anh ơi em không chịu đâu, sao anh cứ đi khen nó hoài vậy, tại sao không khen em? Bởi vì người tôi thích là cậu ấy, chứ không phải là cô, ok, nên là cô biết điều xíu đi. Gì mà nói thẳng vậy, cô thích tôi hả? Thì đúng rồi đó. Nhưng mà tôi không có thích cậu. Anh nghe thấy chưa, nó không có thích anh, vậy anh thích nó làm cái gì hả? Nhưng mà không sao, bây giờ chưa hết thì sau này có hết thôi à. Anh ơi đừng mà, anh cho em một cơ hội bên cạnh anh được không? Em thật sự rất yêu anh. Cậu xinh gái gì đó ơi, cậu có thể nhường anh ấy cho tôi đi, tôi xin cậu đó. Nhưng mà cô phải biết là cậu ấy không có thích cô, nên là đừng cố chấp nữa. Ý mày là sao hả? Tao nói nhẹ nhàng mày không chịu nhường, thế thì đừng có trách tao. Cậu ơi kệ cô ta đi, hình như thần kinh của cô ta có vấn đề á, chắc là cái gì. À rồi mình biết rồi. Thế rồi anh có yêu em không? Để em biết đây. Anh trả lời đi, nhắn lên. Từ nãy giờ tôi trả lời cô hay bị nhiều rồi đó. Không bao giờ tôi cô, nên là cô kiếm người khác yêu đi. Hiếm lắm em mới kiếm được một người giàu như anh, vậy mà anh không yêu em, buồn thật chứ. Thì ra mục đích cuối cùng của cô là tiền đúng không? Mày cũng thông minh phết đó. Tao chỉ thích yêu những thằng có tiền hoặc rất nhiều tiền thôi. Quá hả? Tao không nhìn nhầm người mà. Không có thằng này thì có thằng khác. Tao đây thiếu gì trai, ok chưa? Thôi cậu ơi, ao đi, ở đây làm cái gì nữa? Ok, ao đi cậu ơi, nghe cô ta nói khó chịu vãi. Ê bọn kia, ai cho chúng mày ao hả? Mà cậu ơi, chị gái cậu mua con nạc cậu đang chơi ở đâu vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng mà có chuyện gì vậy? Thì con nạc đó là của mình mà, bị mất cách đây 1 đến 2 tháng rồi. Ồ vậy là mình đang chạy của cậu, còn cậu đang chạy của mình sao? Thì đúng rồi đó, kỳ lạ ghê. Để mình mời chị gái vào hỏi xem sao nhá. Em chào chị ạ. Ờ Quỳnh, là em hả? Dạ là em nè, em đang chơi hạt của Phước Lộc. Còn em đang chơi hạt Quỳnh. Vậy là hai đứa có duyên ghê ha. Hôm bữa chị thấy người ta đang bán, xong thấy con hạt này cũng ok nên chị mua cho em trai chị luôn. Không ngờ đây là hạt của em luôn á.
Em cũng không ngờ anh trai em lại mua đúng vào con nạc của em trai chị luôn á. Ủa mà nghiêng chị đâu, sao không mời anh ấy vào chị cùng luôn cho dễ nói chuyện. À, người yêu chị đang đi mua trà sữa mang qua cho chị nè. Uầy, sướng nhất chị rồi nha. Nếu có hết thì để mình mua trà sữa cầm qua cho cậu nha. Thôi thôi, mình không thích đâu. Ơ kìa, gì mà phủ với mình vậy. Em ơi, em thích một người con trai như thế nào? Dạ, sao chị lại hỏi thế ạ? Thì chị hỏi em cứ trả lời đi. Em thì đơn giản lắm chị, chỉ cần yêu thương, biết quan tâm, không lừa dối em là được à. Đó, Lộc, mày nghe thấy em dâu chị nói gì chưa? Em biết rồi, nhưng mà như cậu ấy vẫn nhận em chuyện hôm bữa hay sao ấy. Chuyện gì cơ? Thì cái chuyện hôm đi ghép gặp cậu ấy, sao em giả làm trẻ con, em kể chị nghe cậu mà. À rồi, em ơi, hôm đó chị gọi điện cho Lộc, bảo Lộc chơi mãi lên xong chặn ra chị giới thiệu cho bé này, cô tê lắm, đúng gu Lộc luôn. Chị không nghĩ đó là em nên chị bảo Lộc tìm cách giả vờ thoát trận nên Lộc mới làm vậy á. Sao không ngờ người đi ghép gặp với người chị giới thiệu cho em đều là một. Nên là em đừng giận Lộc nữa nha, tại chị muốn em trai chị yêu em ý nên chị mới làm vậy. Thì ra là vậy, à rồi em hiểu rồi á. Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình nha. Chị cứ cảm thấy hai đứa mày sinh ra để dành cho nhau á, có duyên với nhau ghê. Em cũng thấy vậy. Cậu ấy cũng cô tê mà nhỉ, đúng ngu mình luôn. Nhưng mà cái gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ rồi mới dám tiến xa hơn. Ôi địch đông lắm á, cậu chạy cho cậu hận đó nha, nghe không? Biết rồi, cậu không cần phải lo cho mình đâu, lo cho bản thân cậu trước kìa. Rồi xong luôn, mình nóc luôn rồi. Không sao, để tí mình kiếm xu hồi sinh cho cậu là được chứ gì. Cậu nói thật luôn hả, cậu không đùa mình chứ? Thật mà, không đùa đâu. Trời ơi, khoái liền khoái liền. Chị này, chị nói cái gì vậy? Thì chị bảo mày khoái, thích quá rồi đúng không? Đúng rồi đó, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa có hết em chị ơi. Mày phải cho em dâu chị thời gian suy nghĩ chứ, cái gì cũng phải từ từ. À mà vụ ác game của hai đứa thì sao? Có tính đổi lại cho nhau không? Em muốn lắm chị ơi, tại con nào của nhóm ép kia là con nào tâm huyết của em á. Thế ý là sao hả? Dạ, Quỳnh thích như nào thì em như thế đó. Tí nữa xong trận mình đưa này lại cho cậu nha. Thích thế, cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu nè, cậu thấy vui là mình cũng vui à. Người gì đâu mà dễ thương vậy trời. Cậu ấy thì hầm cái gì á chị có nghe hay không? Em ý nói em trai của chị dễ thương á, cứ thế mà phát huy nha. Dạ em biết rồi ạ. Bằng mọi giá cô ấy phải là cô em. Nhớ đó nha, chị tin mày sẽ làm được. Quỳnh ơi, giờ chị hỏi em phải trả lời chị thật lòng nhá. Dạ, chị hỏi đi ạ. Em có thích thằng em trai chị xí nào không? Em cứ trả lời thật lòng đi, thích thì nói thích, còn không thì nói không, không việc gì phải ngại hết. Thì mới đầu em có hiểu nhầm cậu ấy, nhưng dần dần về sau em lại có thiện cảm chị ạ. Nói chung là cũng hơi thích thích. Được thế nhở, chị mong hai đứa sớm đến được với nhau. Nếu sau này Lộc có làm gì khiến em buồn ý thì cứ mách chị nha, chị xử lý cho. Dạ, em biết rồi ạ. Người yêu chị đến nhà rồi này, thôi chị ợp nha, bye bye hai đứa. Dạ vâng chị. Nãy mình vừa nhắn không tin ảnh qua tin nhắn rồi, cậu bảo thử đi. Ok nè, cậu cũng vừa cậu thử đi. Vậy là từ giờ chúng ta hoãn đồ đạc cho nhau nhá. Vâng ạ. Gì mà ngoan vậy trời. Tôi chỉ ngoan với người mà tôi yêu thôi. Cậu cứ đùa hoài, đợi mình vừa học mình đã nha. Ok cậu nhá. Ui, mừng ghê á, cuối cùng mình cũng lấy lại được ạc. Con học tâm huyết hơn 3 năm của mình, cứ tưởng sẽ không bao giờ lấy lại được. Giờ mà thông báo cho mấy đứa bạn, chắc tụi nó vui lắm đây. Ủa, cái gì vậy? Tài khoản đăng nhập bởi thiết bị khác là sao ta? Giờ mình phải làm sao đây? Đừng có nói là lại dính bất đắc tiếp nha. Ơ Quỳnh, sao cậu? Onetbot này là sao? Cậu không vào kia hả? Mình vừa vào một lúc xong tự dưng có người khác đăng nhập, thế là mình bị văng ra luôn. Ủa là sao nhỉ? Sao có thể như thế được? Con ngạch này vừa mới mua xong mà. Để mình xem nào, cậu đừng buồn nha. Mình sẽ có cách lấy lại cho cậu. Mình cảm ơn cậu nhiều, mong là sẽ lấy lại được. Ủa, nick của mình đang on này, để mình thử mời vào xem ai nhá. Ok, cậu mời nó vào đây đi. Sao, có chuyện gì với hai nhóc? Nè, sao mày lại vào ạch của người tao hả? Tao thích thì tao vào thôi. Mày là ai? Tao là hacker, chuyên đi lừa đảo lấy ạch của người khác. Ạch của mình mà, cậu trả lại ạch cho mình đi. Muốn trả ạch thì phải làm một điều kiện. Điều kiện gì hả? Đó là mày phải đưa cho tao 10 triệu, tao sẽ trả lại con ạch này cho mày. Gì mà đắt vậy, 10 triệu là số tiền rất lớn, sao tôi có? Không có thì thôi, đừng hòng lấy lại con ạch này nha. Vậy thôi bye bye, tao đi nha. Khoan đã, vậy bây giờ tao đưa cho mày 10 triệu là mày trả con ạch này cho người yêu tao đúng không? Đúng rồi, chuyển tiền cho tao đi. Ok, vậy bây giờ chuyển. Lộc ơi, 10 triệu liền đấy, còn lấy đâu ra tiền để trả hả? Thôi mình chơi ạc bot này cũng được mà. Mình lấy tiền tiết kiệm của mình mấy năm nay của mình để chuộc lại cho cậu. Mình không muốn cậu phải buồn, mình muốn thấy cậu vui. Mình cảm ơn cậu rất nhiều. Đó, lấy lại được ạch rồi, cười cái mình xem nào. Mình cảm ơn cậu nhiều nha. Mình yêu cậu làm yêu mình nha. Dạ, mình đồng ý ạ. Anh yêu em. Dạ, em cũng yêu anh. Trời ơi, nghiêu tôi dễ thương quá đi. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp mình xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.